Rồi em xin chào các anh chị ha. Ê, hôm nay em đang quay cái đàn gà mái nha các anh chị. Đây, đang lúc cho ăn luôn. Đây, cái đàn gà này tầm 2 tuần đó là bên em bắt đầu xuất anh chị ha. Đây, thì mình thấy hiện tại cái mã gà là cũng đẹp rồi đó các anh chị. Đây, mấy con gà mái này hiện tại đang có trứng non hết rồi. Cái đùm trứng đó này, trứng non khoảng bằng cái nửa ngón tay út, nửa ngón tay út rồi các anh chị. Thì khoảng 10 ngày nữa là đẻ tương đối nhiều rồi ha. Thì em cũng giải thích luôn những cái con gà mà đang ôm trứng mà chưa đẻ người ta gọi là mái dầu, còn đẻ rồi thì người ta gọi là gà rớt hộp ha các anh chị ha. Rồi đây em quay ha, em quay đang cho ăn như vậy thì mình thấy được cái mã của nó dễ ha, nó không có bị nhát lắm ha. Đây, đây mấy con mái này, mái này size vừa bán lắm đó nhỉ, vừa tầm 2,2 kg, 1 hay 2 hay 3 2 kg, đây sai nó vừa. Chân nhỏ xíu à. Thịt vàng ra là bảo đảm vàng hết luôn. Mình luộc lên là gà nó vàng tự nhiên nha các chị nha. Vàng tự nhiên, kiểu nó ăn bắp hộp là vàng lắm. Thịt chắc rồi đấy. Gà bên em là bữa giờ là cũng đã thử một hai con ăn thử xem cái chất lượng như thế nào, thấy là ngon rồi đấy. Thì tầm 2 tuần nữa là bán là đạt chuẩn ha. Cứ khoảng 5 tháng là bên em bán ha. Rồi cái video này do cái lúc em quay lên up lên đó là nhiều khi nó cũng bị trễ hết 10 ngày, tầng 10 ngày các anh chị ha, chứ không phải quay up lên liền các anh chị, thì em cũng có việc nhiều việc á. Mình quay vậy cái rảnh rảnh cái mình cái biên tập là mình up lên rồi. Up thì cũng nhiều video khác nhau rồi cái chia lịch ra mình đăng lên, chứ không phải là quay video cái là đăng liền các anh chị, nên là nhiều khi là nó trễ ha, nó trễ 10 ngày cũng có ha, tuần cũng có, hoặc thậm chí trễ có 12 3 ngày gì cũng có. Đấy. Nên cái video mình coi nó tham khảo mà cái thời gian nó cũng chỉ tương đối thôi. Đấy, chứ không phải là quay cái là up lên liền. Đấy thì gà này là tầm 10 ngày nửa tháng nữa ha các anh chị ha, thì các anh chị hay là các cô chú mà có bán sỉ lẻ ở chợ ha, thì liên hệ em ha, hoặc là các cô chú anh chị mà mua về ăn thịt nè, hay là hoặc là làm đám tiệc gì đó thì cần cái nguồn gà ngon, thì gà này mình đáp ứng được cái nhu cầu của mình ha. Như vậy là bên em bán gà chỉ có những dành cho những cái khách hàng ha, cái cô chú anh chị mà muốn gà thịt ăn ngon vàng tự nhiên chắc thịt. Đấy. Thì đáp ứng nhu cầu anh chị ha. Còn gà mà xuất kiểu bốn mấy năm mấy ngàn 60 ngàn ký bên em không có bán kiểu đó ha anh chị ha. Như vậy tùy vào cái loại gà. Đấy, gà trên thị trường cũng rất là nhiều loại khác nhau, tùy vào cái nhu cầu của mình, tùy vào sở thích nữa. Đấy. Thì mình thấy cái nhu cầu gà này nó phù hợp với mình thì mình liên hệ mua, còn không phù hợp thì thôi ha anh chị ha, mình kiếm chỗ khác nó phù hợp hơn. Đấy. Chứ cũng không ai bắt ép mình. Có nhiều anh chị nói sao gà này nó cao quá, thì cái gì nó cũng có cái sự phù hợp của nó anh chị ha. Đây các anh chị cô chú thấy gà em đăng lên nhiều lắm đúng không, nhưng mà bán được thì em mới nuôi tiếp, em mới đăng nữa, chứ